Thưa quý vị, hiện nay thì hàng loạt công trình hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối liên vùng thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương lân cận đã, đang và sẽ được đẩy mạnh triển khai, trở thành đòn bẩy kích thích sự phát triển của thị trường bất động sản phụ cận. Đơn cử như 150 sản phẩm cuối cùng của dự án khu đô thị sinh thái Marine City được công ty bất động sản Việt Holding tung ra với mức giá 2,5 tỷ đồng một sản phẩm đã thu hút khách hàng đầu tư cũng như an cư. Tọa lạc tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, khu đô thị sinh thái Marine City sở hữu vị trí độc tôn với ba mặt giáp sông cùng hệ thống giao thông kết nối thuận tiện. Từ Marine City, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến thành phố biển Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu, cao tốc Biên Hòa và sân bay quốc tế Long Thành. Với quy mô 28,3 hectare, Marine City có 955 sản phẩm, gồm biệt thự đơn lập, biệt thự song lập và những dãy nhà liền kề. Với thiết kế theo phong cách châu Âu, có tầm nhìn trải dài từ sông Cửa Lấp đến thành phố Vũng Tàu, Marine City mang đến góc nhìn tuyệt đẹp cho cư dân. Đây cũng là một trong những dự án đã hoàn thiện đầy đủ pháp lý, cư dân có thể nhận nền và xây dựng ngay. Nhằm đảm bảo chất lượng cũng như tạo được dấu ấn cho dự án này, chủ đầu tư, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Nam Hải, chọn công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, UDEC làm nhà thầu xây dựng. Ngoài ra, khách hàng mua sản phẩm tại dự án Marine City sẽ được bảo lãnh tiến độ, hỗ trợ các chính sách vay vốn xây nhà từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.